Sáng 25 tháng 6, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa vụ án giết người rồi giấu thi thể trong bê tông ra xét xử sơ thẩm. Đúng 8 giờ, các bị cáo đã được lực lượng công an dẫn đến phòng xét xử để tham gia phiên tòa. Trong đó, bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa do tuổi cao nên đi lại hơi khó khăn. Từ sáng sớm, trước cổng Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương, lực lượng công an đã có mặt để đảm bảo an ninh trật tự và kiểm tra tư cách của từng người tham dự phiên tòa. Như báo Người Lao Động đã thông tin, trước đó Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã ra cáo trạng truy tố 4 bị can trong vụ án giết người giấu thi thể trong bê tông xảy ra ngày 16 tháng 5 năm 2019 tại một căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hòa, huyện Bào Bàng, tỉnh Bình Dương. Hai nạn nhân là ông Trần Đức Linh, 50 tuổi quê Nghệ An và anh Trần Trí Thành, 30 tuổi ngụ thành phố Hồ Chí Minh. 4 bị can gồm Phạm Thị Thiên Hà, 31 tuổi, bị truy tố tội giết người. Lê Ngọc Phương Thảo, 29 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang, bị truy tố tội giết người và che giấu tội phạm. Nguyễn Ngọc Tâm Huyên, 41 tuổi và Trịnh Thị Hồng Hoa, 66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, cùng bị truy tố tội giết người và không tố giác tội phạm. Theo cáo trạng, cả hai nạn nhân và 4 bị cáo đều tu tập chung môn phái dưới sự hướng dẫn của Phạm Thị Thiên Hà. Trong quá trình tu tập, tất cả phải nhịn ăn nhịn uống 14 ngày. Tuy nhiên, đến ngày thứ 10, 20 tháng 1 năm 2019, ông Linh không chịu nổi nên nhảy cửa sổ căn nhà ở Vũng Tàu bỏ trốn và bị các thành viên phát hiện bắt giữ, bị Hà và Thành đánh dẫn đến tử vong. Sau đó, nhóm này đã đưa thi thể ông Linh về căn nhà ở Bào Bàng, Bình Dương và tiếp tục tu tập. Do thi thể của ông Linh bốc mùi hôi nên nhóm này bỏ vào thùng nhựa và đổ bê tông lên. Tiếp đó, anh Trần Trí Thành vi phạm các quy tắc tu tập nên nhóm này đã thống nhất giết anh bằng cách chích điện vào người nạn nhân, dùng dây xiết cổ đến chết rồi bỏ vào thùng nhựa phi tang. Cơ quan chức năng xác định Thảo biết Hà và Thành có hành vi đánh ông Linh dẫn đến tử vong rồi phi tang xác, nhưng đã giúp xử lý mùi hôi thối từ thi thể nạn nhân, cố tình che giấu không trình báo với cơ quan chức năng. Tương tự, Huyên và Hoa biết ông Linh tử vong là do bị Hà và Thành đánh nhưng cũng không trình báo với cơ quan chức năng. Đúng 8 giờ 40 sáng nay, chủ tọa phiên tòa đọc quyết định đưa vụ án ra xét xử.